thông sò chức jean thun ha, jean thun nha. Cái form này mình đang mặc là size L ha, mình 54 kg thì mặc vừa in luôn nha. L dành cho mấy bạn 50 đến 55 kg mặc ok ha, và nó có một size lớn hơn là size XL, mình nghĩ chắc cỡ tầm 60 kg đâu lại là mặc vừa ha. Nó mẫu này nó không có ra hàng size lớn hơn nha, nó chỉ có như vậy thôi. Và hai bên thiết kế cũng là hai bên đan dây ha, rất là lạ mắt luôn. Thích nhất là cái quần nó dạng như lưng trung, nó không phải thuộc dạng lưng cao nhưng mà lưng trung ha, nó dưới rốn nha, cho nên những mẫu quần này mình mặc mà mình phối với áo thùng hoặc là sơ mi mình đóng thùng lên mặc rất là đẹp. Và đây đó, dây kéo nhìn rất là hot luôn nha, các bạn có thể thả dây kéo ra hoặc là mặc kín luôn cũng được ha, tùy mình nè. Phía sau là nó thiết kế có hai túi nha, phía trước là không có túi ha, cái mẫu này cũng nói là như vậy nha.